con người đã và đang sử dụng toàn bộ năng lực não bộ rồi. Không phải chỉ có 10% như lầm tưởng, không chỉ đi đứng nói năng, mà kể cả tim đập, nhịp thở, tiêu hóa, bài tiết đều do não bộ tham gia điều khiển. Nghe đơn giản thôi, chứ mỗi một biến chuyển trong cơ thể đã có đến cả chục nhân tố khác nhau cùng tham gia vào, và não bộ phải điều khiển tất cả một cách tự động, hoàn hảo. Chẳng hạn như việc mọc tóc, tóc vẫn đang mọc khi bạn đang xem video này, mà bạn có chú ý đến nó đâu. Bạn đâu phải bận tâm chuyển protein A và protein B tới chỗ chân tóc, đâu phải nghĩ là sắp xếp sao cho chúng thành keratin và đặt chúng vào vị trí nào cho hợp, chỗ nào cần thẳng, chỗ nào cần xoăn. Hàng nghìn hoạt động như vậy vẫn đang diễn ra, dù bạn có ý thức đến chúng hay không. Nhìn bản thân mình lại đi, bạn còn muốn bộ não làm gì cho bạn nữa? Chưa hết đâu.